Trời, hàng chị thấy ốm ra nè. Bắt buộc á, môn võ bắt buộc cái hạng cân. Em thấy cân. Nó ốm đi nè. Gái thủy. Dạ con gái chị ạ. Gái lớn già sống. Em cũng không có quan trọng con trai con gái. Thì đứa đầu vậy mà. Dạ. Chị là được mấy hai đứa? Trai một gái. Dạ, hai trai một gái hả? Trời ơi, cái mặt anh Giảng này lấy đã luôn á. Ủa sao bẩn nữa dễ chịu. Nhìn Giảng giỏi không nè. Cục nào nói như hạt gạo luôn. Chị có muốn chăm da không? Không, chị đẹp rồi. Không phải. Da chị nó nhạy cảm. Dạ. Lâu quá mới lấy mụn hai giỏ nha. Chăm về nó đi nắng đến đỏ quét lên. Có chị da mỏi. Cận nhiều độ mà không có tính xài đến cận em. Xài nó khó chịu em cận không? Dạ, xài nó khó chịu. Trời ơi, tuổi này nắm tay mẹ nữa trời ơi. Có đâu, tưởng rớt cái gì à, dạ. Tưởng đâu. Mấy cục mụn nó đã. Nó bự. Ví dụ như quay vậy là khi nào ra video? Cũng lâu chị ạ. Quay mà không thấy cái mặt đâu, chỉ thấy cái vùng da này thôi. Không vậy chứ chị nhìn chị biết là thì trời, tại chị mẹ nó chị biết chứ người ta có biết đâu. Ý nói là ví dụ như chiếu cái tự nhiên mình nhìn cái dáng mặt á, cái tự nhiên mình nhìn ra nó liền à. Thì ý là chị mẹ nó cho nên chị biết. Chứ người ta xem người ta đâu biết rồi. Lại. Em ấn tượng cô này là tại mỗi lần nó qua nó mụn nhiều cho nên là em nhìn nó em nhớ. Em con để yên cho chị làm đi. Anh kia cũng bằng anh này luôn hả? Hay nhỏ vậy? Hơn nhỏ tới nhỏ hơn hả? 14 tuổi. Trời ơi nhìn bự dữ ha. Nhà chị bự không? Nhà chị là do chắc cái gen này. Mà Giảng dạo này nhìn rắn chắc nè. Võ thì giờ đi thi đấu. Học võ không có lộn không? Không. Nó thi dạng đối kháng em. À vậy đó hả? Thành ra thầy bắt ép cân. Em thấy gọn nhìn đẹp trai ra nè. Nhìn rắn chắc cái con trai. Tháng nữa là ngon lành. Đúng rồi. Đây cái mặt mà láng nữa. Nhưng mà có uống protein hay gì để tăng cơ hay gì không? Không. Ăn thôi hả? Ăn với tập. Ấy là mình học trong trường hả? Đúng rồi, học xong rồi ăn, xong rồi chiều đi tập. Tập xong rồi tối tập tiếp. Tập cái học bài ngủ. Còn ở trong nước lắm đúng không? Hả? Ở trong nước lắm đúng không? Chị nói nước vô này nó bị phèn á. Ủa kì okay vậy? Trong trường. Học nội chú là cái tuần mới được về đúng không? Chứ đâu có phải là ngày nào về. Dán lên dán. Nước bỏ muối. Cái này nước vệ sinh nó vô. Cố lên. Học chú được mấy năm rồi à, con? Mấy năm nay mới học à? Sao tự nhiên cho vô đó học luôn rồi chị? Thích học hay sao? Chống vô.
cố lên chút để lấy cho nó kỹ cho mà la đau đau cái cô thấy xót cái cô mới dám lấy nha hả, nó không có hết nha con, bụng quá trời này. Này lâu quá mẹ không có dắt qua, nay lớn rồi tự tự bắt ráp qua được chứ cần gì mẹ. Sao vậy? Em lưu số điện thoại chị mà chị gọi là em biết ai à. Chồng chị nói chị kinh dị. Coi đang hỏi suy niệm. Kinh tế thấp xuống thấp. Năm nay làm ăn không được hả chị? Không. Tại vì ảnh hưởng dòng xoay mà. Dạ. Ờ, chị bán đồng hồ hả? Không sao em. Biết mà. Chém nhìn mà những người mà kinh doanh bình thường á, họ làm được. Ảnh hưởng tới mình. Em năm nay cũng đâu có ấy được đâu. Nhưng mà nói chung là cũng tạm tạm. Cái này thì đỡ hơn em. Dạ. Nó không phải liên quan tới cơm áo gạo tiền. Chị bán cho mấy người bán công nhân nhiều á. Dạ. Năm nay công nhân đừng giống nhất con. Năm nay công nhân nghỉ việc nhiều quá. Thành ra mình... Trời ơi, cái cục mụn nó cứng. Mụn nó cứng như cục đá luôn. Này ăn giỏi nè. Giỏ rồi, cha lì rồi, con trai mà. Đây, xí nhê. Chị có dắt cháu đi mấy cái tiệm gần nhà làm không? Không em. Dạ hả? Nó mới nổi mụn đây à. Tại vì mới lớn, mới vậy thì nó có thuốc vào. Nhặt mụn mà hả? Lên quá trời luôn. Có lên nha. Có bạn gái chưa? Như Doãn là con út của chị đúng không? Đúng rồi. Lên con trai, cái mặt con này nhiều lắm nè. Thank you.
cái viền ở ngoài luôn. Mấy cái chỗ này nó bị viêm nè, phải chịu khó một chút nha. Mấy chỗ này con để nó viêm nó sưng nguyên một dề chỗ này rồi. Là qua Tết tháng lẻ hả? Dạ đúng rồi. Sinh đôi luôn hả chị? Không, để hai đứa, ba lòng hai đứa. À, dạ, giỏi quá ta. Nó đi khám Hồng Tương Đằng, cái bác sĩ khám nó chỉ nói muốn đẻ không chưa thấy nở rồi đó. Vậy thế nào, làm sao cái đi vô cái hút đẻ luôn. Mấy tuần vậy? Thiếu 2 tuần. Dạ, 38 tuần hả? Mà nó đủ ký cho 3 ký rưỡi. Sao chị mới bông với sạch sâu.